Vợ chồng Sắc Bình đấu tố nhau chuyện ly hôn, Phương Oanh, Quỳnh Búp Bê tuyên bố sốc. Ngày 26 tháng 8 sau khi lộ ảnh hẹn hò, diễn viên Phương Oanh và Sắc Bình công khai mối quan hệ. Chia sẻ với truyền thông, Sắc Bình cho biết đã độc thân 2 năm nay, đang hẹn hò Phương Oanh và khẳng định nữ diễn viên không phải người thứ ba. Tuy nhiên ngay sau đó, doanh nhân Đào Lan Hương cho biết bà và Sắc Bình chưa hề ly hôn. Cụ thể, bà Đào Lan Hương khẳng định chắc nịch rằng bà với Sắc Bình chưa hề ly hôn. Tôi không rõ việc Nestech và anh Bình chia sẻ với báo chí như thế nào về chuyện ly hôn, nhưng chúng tôi chưa hề ra tòa, chưa hề ly hôn, giấy kết hôn vẫn còn trong két tại ngôi nhà mà chúng tôi đang sống. Vụ việc diễn ra quá bất ngờ khiến tôi đang trong tình trạng rất khủng hoảng. Tôi đang rất lo lắng cho hai đứa con khi chúng biết chuyện này. Lỗi của người lớn mà trẻ con lại phải chịu thì rất tội cho chúng. Bà Đào Lan Hương bộc bạch, chặng đường 20 năm gầy dựng sẽ chia, đồng cam cộng khổ để có được ngày hôm nay đủ để lóa mắt nhiều người. Tâm tâm niệm niệm, dù giận thế nào thì vẫn luôn là người quan trọng của nhau và của các con. Quan trọng cho tương lai con sẽ là một người tử tế, bà Hương nói. Bà Đào Lan Hương cũng chia sẻ thêm rằng ở thời điểm hiện tại, tâm trạng của bà đang rất rối bời. Bà sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của luật sư để giải quyết mọi việc. Chuyện gia đình tôi rất phức tạp, tôi sẽ giải quyết từ từ. Bây giờ mọi việc tôi sẽ ủy quyền cho luật sư của tôi giải quyết, bà Đào Lan Hương nhấn mạnh. Trước những chia sẻ từ bà Hương tối 26 tháng 8, Jin tiếp tục đặt câu hỏi cho doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Ông nói các thông tin do bà Hương cung cấp chưa chính xác so với thực tế khách quan. Từ năm 2018, chúng tôi đã có nhiều trục trặc và mâu thuẫn trong đời sống. Nên từ cuối năm đó chúng tôi đã ký đơn đồng thuận ly hôn, đồng thời thỏa thuận và thực hiện xong việc chia tài sản và thời gian chăm sóc con cái để mỗi người có cuộc sống riêng, ông Bình cho biết. Ông nói thêm đến giữa năm 2020, chúng tôi đã không còn chung sống tại ngôi nhà cũ tại khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông. Cá nhân tôi đã chuyển ra sống một mình tại một chung cư ở quận khác. Một thời gian sau, vợ cũ của tôi cũng đã chuyển đến một nơi ở khác ở quận Hà Đông. Theo Sắc Bình, tình trạng hôn nhân của ông có thể được xác nhận và làm chứng bởi bạn bè, đồng nghiệp, gia đình hai bên và hai người con. Ông nói thêm rằng giữa ông và bà Đào Lan Hương có thỏa thuận riêng. Chúng tôi đã thỏa thuận bằng miệng với nhau rằng trong thời gian ly thân, bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn đồng thuận ly hôn đã ký để chấm dứt tình trạng hôn nhân. Sau này vì cảm thấy không thể cứu vãn nổi nên tôi nộp đơn ra tòa án nhân dân quận để chờ quyết định. Trong thời gian này, mỗi bên đều có quyền tìm hiểu và có những mối quan hệ riêng, Sắc Bình khẳng định. Chưa dừng lại, dưới bài đăng mới nhất của doanh nhân Đào Lan Hương, Sắc Bình khẳng định những gì bà xã chia sẻ là chưa chính xác và có thể gây nhầm lẫn nên mình sẽ có đính chính về mối quan hệ hai bên nhé. Về phía Phương Oanh, nữ diễn viên xác nhận thông tin cô và Sắc Bình đang hẹn hò và phủ nhận chuyện là người thứ ba. Đồng thời trên trang cá nhân, nữ diễn viên viết, tôi đã từng nghĩ chuyện tình cảm thì nên giữ cho riêng mình, nhưng những ồn ào và đồn đoán sai sự thật đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và danh dự của mình, nên tôi đành phải lên tiếng. Vâng, tôi và anh Bình đang hẹn hò và chúng tôi chưa bao giờ giấu giếm điều này. Chúng tôi thường xuyên xuất hiện công khai cùng nhau và bạn bè thân thiết đều biết. Đã có lúc tôi muốn giữ bí mật về chuyện tình cảm vì sợ ồn ào, nhưng anh luôn nói mình yêu nhau đàng hoàng thì không có gì phải sợ. Tôi cũng không nghĩ có thể gây xảy ra hiểu lầm như hiện tại. Phương Oanh cho hay, nữ diễn viên khẳng định chúng tôi đang độc thân khi đến với nhau gần đây. Tôi biết anh từng trải qua đổ vỡ hơn 2 năm trước nhưng chưa bao giờ gặng hỏi về quá khứ. Tôi không làm gì sai trái, khuất tất nên không có gì phải hổ thẹn. Mong mọi người hiểu rằng Phương Oanh không bao giờ phụ tình cảm, sự yêu thương và tin tưởng mà mọi người dành cho mình, Oanh cảm ơn. Ngoài ra cô còn nói thêm lúc mới quen họ không biết rõ về nhau, thời gian tìm hiểu Phương Oanh bị thu hút bởi sự thông minh hài hước của bạn trai.